Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu, trăm ngàn muôn kiếp có tìm cầu. Con đang nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ Như Lai nguyện nhiều màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 678. Kinh Tương Tục Giải Thoát Địa Ba La Mật Liễu Nghĩa. Hán dịch Đời Lưu Tống. Thân tập pháp sư Cầu Na Bạc Đà La, người nước Tiên Trúc. Như kinh Tương Tục Giải Thoát nói, Bồ Tát Quán Thế Âm bạch, bạch Thế Tôn, Bồ Tát có 10 địa, đó là Hoan Hỷ Địa, Ly Cấu Địa, Minh Địa, Diệm Địa, Nang Thắng Địa, Hiện Tiền Địa, Viễn Hành Địa, Bất Động Địa, Thiện Tuệ Địa, Pháp Văn Địa và thứ 11 là Phật Địa. Trong các địa này, có bao nhiêu loại nhiếp dịch thanh tịnh và có bao nhiêu phận? Đức Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm, nhiếp các địa này có 4 loại thanh tịnh và 11 phận. Này Quán Thế Âm, sơ định nhiếp vào hy vọng thanh tịnh. Địa thứ hai nhiếp vào tăng thượng giới thanh tịnh. Địa thứ ba nhiếp vào tăng thượng tâm thanh tịnh. Tăng thượng tuệ tịnh, tăng thượng 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 diệu tịnh. Nhiếp vào địa thứ tư cho đến Phật địa. Đó là 4 loại nhiếp thanh tịnh đối với các địa đó. Thế nào là 11 phần? Này Quán Thế Âm, Bồ Tát ở địa vị giải hạnh có 10 pháp phải làm. Bồ Tát khéo tu tập, nhẫn giải thoát. Vượt qua được địa vị này rồi, Bồ Tát vượt lên trên ly sinh phần để được đầy đủ. Vượt qua được địa này rồi, Bồ Tát vượt lên trên ly sinh phần để được đầy đủ. Nhưng chưa có thể đối với vi tế, phạm giới, thực hành, chân chánh, biết trụ. Đó là một phần không đầy đủ. Vì muốn đầy đủ nên phương tiện tiến cầu phải được đầy đủ. Nhưng có thể đầy đủ tam bộ chánh thọ thế tục và đầy đủ văn trì đại la ni. Đó là một phần không đầy đủ. Vì muốn đầy đủ nên phương tiện tiến cầu phải được đầy đủ. Như khi chưa có thể nắm được sự luôn tu tập pháp bồ đề phần, cũng chưa có thể bỏ tâm thích pháp chánh thọ, đó là một phần không đầy đủ. Vì muốn đầy đủ nên phương tiện tiến cầu phải được đầy đủ. Như chưa có thể xem xét kỹ chân đế, không thể bỏ tất cả để quay lưng với sinh tử hướng đến niết bàn, thực hành phương tiện giúp tu pháp bồ đề phần, bồ tát phần, đó là một phần không đầy đủ. Vì muốn đầy đủ nên phương tiện tiến cầu phải được đầy đủ, nhưng chưa có thể hiện tiền xem xét kỹ các hành sinh, phần nhiều trụ vào yểm ly, phần nhiều trụ vào vô tướng, đó là một phần không đầy đủ. Vì muốn đầy đủ nên phương tiện tiến cầu phải được đầy đủ, nhưng chưa có thể trụ phần nhiều vào không đoạn, không gián, không tướng, suy nghĩ, đó là một phần không đầy đủ. Vì muốn đầy đủ nên phương tiện tiến cầu phải được đầy đủ, nhưng chưa có thể lìa bỏ vô tướng, hữu hành và được lực tướng, đó là một phần không đầy đủ. Như muốn đầy đủ nên phương tiện tiến cầu phải được đầy đủ, nhưng chưa có thể rốt ráo phân biệt các tướng, phân biệt các danh, nói tất cả các pháp được tự tại, đó là một phần không đầy đủ. Như muốn đầy đủ nên phương tiện tiến cầu phải được đầy đủ, nhưng chưa có thể thọ được pháp thân đầy đủ, đó là một phần không đầy đủ. Như muốn đầy đủ nên phương tiện tiến cầu phải được đầy đủ, nhưng chưa có thể thấy biết được tất cả cảnh giới trí tuệ, không ngại, không chướng, đó là một phần không đầy đủ. Vì muốn đầy đủ nên phương tiện tiến cầu phải được đầy đủ, một phần kia đầy đủ nên tất cả các phần đầy đủ. Này Quán Thế Âm, đó là 4 loại thanh tịnh và 11 phần nhiếp thuộc vào các địa. Quán Thế Âm bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao sơ địa gọi là Hoan Hỷ Địa, cho đến Phật địa gọi là Phật địa? Đức Phật bảo Quán Thế Âm, đã vượt lên trên đại nghĩa thì được tâm suốt thế gian vui vẻ tốt đẹp hơn hết, nên địa thứ nhất gọi là Hoan Hỷ Địa, để tất cả sự phạm giới dù là rất nhỏ, nên địa thứ hai gọi là Ly Cấu Địa, nghe tam muội đó mà thọ trì nên vào ánh sáng vô lượng trí, nên địa thứ ba gọi là Minh Địa, dùng trí hoại diệm đốt hết phiền não, tu tập pháp bồ đề phần, nên địa thứ tư gọi là Diệm Địa. Phương tiện tu tập các pháp bồ đề phần kia là vô cùng gian nan khổ nhọc mới được tự tài, nên địa thứ năm gọi là Năng Thắng Địa. Hiện tiền xem xét kỹ các hành sinh và suy nghĩ nhiều về tướng, nên địa thứ sáu gọi là Hiện Tiền Địa. Khi suy nghĩ không dứt, không gián đoạn, không có tướng xa gần, nhập vào địa thanh tịnh, nên địa thứ bảy gọi là Viễn Hành Địa. Không tướng, không khai phát tướng, phiền não không hành, không động, nên địa thứ tám gọi là Bất Động Địa. Tự tại nói tất cả các pháp được trí rộng lớn, không lỗi lầm,
đến địa thứ chín gọi là thiền tuệ địa. Như hư không bình đẳng không lỗi lầm, dùng pháp thân như mây che lớn, che cùng khắp đến địa thứ 10 gọi là pháp vấn địa. Phiền não vi tế, chướng ngại cảnh giới trí tuệ đã được đoạn trừ, hiểu được tất cả cảnh giới trí tuệ, không ngại không chướng, đến địa thứ 11 gọi là Phật địa. Quán Thế Âm bạch Phật và Thế Tôn, cái địa này có bao nhiêu loại ngu si, bao nhiêu loại để sửa đổi lỗi lầm? Đức Phật bảo Quán Thế Âm có 22 loại ngu si và 11 loại để sửa đổi lỗi lầm. Chúng sinh ở vào sơ địa ngu si chấp pháp kế và ngu si phiền não, trong nẻo ác lỗi lầm đó còn phải sửa đổi. Địa thứ hai, ngu si phạm phải giới hạnh dù rất nhỏ và ngu si tạo nghiệp trong các nẻo, lỗi lầm ấy cần phải sửa đổi. Địa thứ ba, ngu si ái dục và ngu si bởi nghe và giữ đầy đủ, lỗi lầm ấy cần phải sửa đổi. Địa thứ tư, ngu si thích chánh đạo và ngu si thích pháp, lỗi lầm ấy cần phải sửa đổi. Địa thứ năm, ngu si suy nghĩ trái với sinh tử và ngu si suy nghĩ trái với niết bàn, lỗi lầm ấy cần phải sửa đổi. Địa thứ sáu, ngu si quan sát sự sinh trưởng của các pháp thiện tiền và ngu si trong nhiều hành tướng, lỗi lầm ấy cần phải sửa đổi. Địa thứ bảy, ngu si trong các hành tướng rất nhỏ và ngu si suy nghĩ phương tiện thực hành hướng đến vô tướng, lỗi lầm ấy cần phải sửa đổi. Địa thứ tám, ngu si phát khởi vô tướng, vô khai và ngu si với tướng tự tại, lỗi lầm ấy cần phải sửa đổi. Địa thứ chín, ngu si thuyết pháp vô lượng với vô lượng câu chữ của pháp thượng thượng trí tuệ, thích nói tổng trì tự tại và ngu si thích nói tự tại, lỗi lầm ấy cần phải sửa đổi. Địa thứ 10, ngu si giới đại thần thông và ngu si nhập vào vi tế bí mật, lỗi lầm ấy cần phải sửa đổi. Phật địa, ngu si với tất cả cảnh giới trí tuệ, vi tế, chánh thọ và ngu si chướng ngại, lỗi lầm ấy cần phải sửa đổi. Này Quán Thế Âm, đó là 22 loại ngu si và 11 loại để sửa đổi lỗi lầm đối với sự kiến lập của các địa kia không tương ưng cùng với vô thượng bồ đề. Quán Thế Âm bạch bạch Thế Tôn, kỳ lạ thay bạch Thế Tôn, vô thượng bồ đề là lợi lớn, là quả lớn, các bồ tát kia phá trừ lưới nghi ngại lớn, vượt qua được những lỗi lầm, đạt được vô thượng bồ đề. Quán Thế Âm bạch bạch Thế Tôn, đối với sự kiến lập các địa này ta có bao nhiêu loại thù thắng? Đức Phật bảo Quán Thế Âm có 8 việc, nghĩa là: một, thân thêm hy vọng thanh tịnh; 2, tâm thanh tịnh; 3, bi thanh tịnh; 4, ba la mật thanh tịnh; 5, thấy Phật cúng dường thanh tịnh; 6, thành thục chúng sinh thanh tịnh; 7, sinh thanh tịnh; 8, lực thanh tịnh. Này Quán Thế Âm, ở trong sơ địa tăng thêm hy vọng thanh tịnh, lực thanh tịnh, cho đến thượng thượng địa, cho đến Phật địa cũng tăng thêm hy vọng thanh tịnh, đến lực thanh tịnh. Nên biết trong các thanh tịnh kia, ở trong Phật địa chỉ trừ thanh sinh thanh tịnh, từ sơ địa đến thượng thượng địa công đức đó bình đẳng. Nên biết tự địa công đức thù thắng, tất cả bồ tát địa là công đức trên, chỉ có Như Lai địa mới được công đức vô thượng. Quán Thế Âm bạch bạch Thế Tôn, với những gì và bồ tát đối với sự sinh trưởng tối thắng hơn tất cả? Đức Phật bảo Quán Thế Âm có 4 loại, nghĩa là tập hợp các căn lành trong sạch nhất tùy theo trí tuệ mà giữ gìn, tại bi cứu tất cả chúng sinh, tự mình liền nhiễm ô và khiến người khác cũng xa lìa. Quán Thế Âm bạch bạch Thế Tôn, vì sao bồ tát phát nguyện ví diệu nguyện thù thắng gọi là nguyệt lực? Đức Phật bảo bồ tát Quán Thế Âm có 4 việc bồ tát khéo trụ vào niết bàn, có thể kham nhận những điều mong được và có thể bỏ những điều mong được, thích trụ vào vô sở nhân, vô sở vi, phát nguyện lâu dài chịu các khổ cho chúng sinh. Thế nên nguyện vi diệu nguyện thù thắng gọi là nguyện lực. Quán Thế Âm bạch bạch Thế Tôn, học bồ tát có bao nhiêu việc? Đức Phật bảo Quán Thế Âm, học bồ tát có 6 việc, đó là 6 pháp ba la mật, từ bố thí ba la mật cho đến trí tuệ ba la mật. Quán Thế Âm bạch bạch Thế Tôn, học 6 việc này có bao nhiêu tăng thượng giới học, bao nhiêu tăng thượng tâm học, bao nhiêu tăng thượng tuệ học? Đức Phật bảo Quán Thế Âm, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, 3 việc này là tăng thượng giới học, thiền định là tăng thượng tâm học, trí tuệ là tăng thượng tuệ học, tinh tấn thì thông suốt tất cả. Quán Thế Âm bạch bạch Thế Tôn, 6 việc này đầy đủ bao nhiêu phước đức, đầy đủ bao nhiêu trí tuệ? Phật bảo Quán Thế Âm, đầy đủ tăng thượng giới học là phước đức, đầy đủ tăng thượng tuệ học là trí tuệ, thuyền và tinh tấn thì thông suốt tất cả. Quán Thế Âm bạch Phật,
Bạch Thế Tôn, Bồ Tát đối với 6 việc này nên học như thế nào? Đức Phật bảo Quán Thế Âm có 5 loại tương ưng cùng với Ba La Mật. Đó là: 1. Nói chánh Bồ Tát tạng, trước hết phải rất tinh hiểu. 2. Thực hành 10 pháp hạnh. 3. Văn tư tu tuệ, luôn luôn bảo vệ tâm Bồ Đề. 4. Học tập gần gũi bạn lành. 5. Phương tiện tu học nghiệp thiện nghiệp không gián đoạn. Quán Thế Âm bạch Bạch Thế Tôn, vì sao các học này đã đặt ra có 6 loại? Đức Phật bảo Quán Thế Âm: vì để làm hai việc: 1. Thu giữ chúng sinh. 2. Sửa đổi phiền não. 3. Loại học trước là nhiếp thủ chúng sinh, 3 loại học sau là sửa đổi phiền não. Bồ Tát đầy đủ bố thí thì có nhiều lợi ích nhiếp thủ chúng sinh đầy đủ. Bồ Tát trì giới không làm gì não hại, cũng không khủng hoảng, không sợ hãi, nhiều lợi ích nhiếp thủ chúng sinh. Bồ Tát nhẫn nhục thì đối với sự não hại bức bách khủng bố có thể nhẫn chịu, có thể nhiều lợi ích nhiếp thủ chúng sinh. Dùng 3 học này nhiếp thủ chúng sinh, nếu siêng năng tinh tấn tách bỏ và hàng phục các phiền não, đoạn trừ phiền não, tu học nghiệp lành, không bị tất cả phiền não làm lay động. Dùng thiền định hàng phục phiền não, dùng trí tuệ đoạn các xử, dùng 3 học này để sửa đổi phiền não. Quán Thế Âm bạch Bạch Thế Tôn, vì sao lại đặt ra 4 ba la mật ác? Đức Phật bảo Quán Thế Âm: đấy là bạn của 6 ba la mật. Ba la mật kia thu giữ chúng sinh. Bồ Tát tu lấy việc phương tiện kiến lập nghiệp lành, vì thế ta nói phương tiện ba la mật là bạn của ba la mật. Lại nữa, Bồ Tát Quán Thế Âm: hiện pháp lưu hành nhiều phiền não, không thể kham nhận để tu tập nhẫn nhục, ham thích hệ giới, hy vọng yếu kém, không thể một lòng nghe chuyên tu tập Bồ Tát tạng, không thể dẫn mở tuệ suốt thế gian, thọ trì thực hành được một ít phước, nguyện ở đời vị lai phiền não giảm bớt. Giới nguyện ba la mật này, phiền não giảm bớt rồi thì có thể siêng năng tinh tấn. Thế nên ta nói nguyện ba la mật là bạn của tinh tấn ba la mật. Bên trong suy nghĩ chân chánh, thân cận bậc thiện trí thức, lắng nghe pháp lành, chuyện hy vọng thấp kém thành hy vọng có năng lực, thượng giới thù thắng, bên trong một lòng. Thế nên ta nói năng lực ba la mật là bạn của thiền định ba la mật. Đối với Bồ Tát tạng, nghe chuyên tu tập thiền định, đó là trí tuệ ba la mật, có thể dẫn mở tuệ suốt thế gian. Thế nên ta nói trí ba la mật là bạn của bát nhã ba la mật. Bồ Tát Quán Thế Âm bạch Bạch Thế Tôn, vì sao nói thứ tự trước sau 6 ba la mật như thế? Đức Phật bảo Quán Thế Âm: do theo ý ở trên đã nói, Bồ Tát trước phải sợ bỏ thân mạng của cải để thọ trì tịnh giới. Giữ giới nên nhẫn nhục rồi tinh tấn rồi thiền định, đầy đủ thiền định rồi được tuệ suốt thế gian. Quán Thế Âm bạch Bạch Thế Tôn, các ba la mật kia nếu phân biệt thì có bao nhiêu loại? Đức Phật bảo Quán Thế Âm: mỗi thứ đều có 3 loại. Bố thí ba la mật có 3 loại: tài thí, pháp thí và vô ý thí. 3 loại trì giới ba la mật: giới sẽ bỏ việc ác, giới phát sinh điều lành, giới làm lợi ích cho chúng sinh. 3 loại nhẫn nhục ba la mật: nhẫn nhịn gì, nhẫn nhịn không vì nhiều ích, nhẫn nhịn để được an vui trong các sự thống khổ, nhẫn nhịn để xem xét pháp. 3 loại tinh tấn ba la mật: tinh tấn phát lời thề rộng lớn, tinh tấn dùng phương tiện khéo léo, tinh tấn làm lợi ích chúng sinh. 3 loại thiền định ba la mật: lìa vọng tưởng khổ, phiền não vắng lặng, đối trị các ưa thích ở trong thiền định. Thiền định khai dẫn công đức, thiền định khai dẫn làm lợi ích chúng sinh. 3 loại bát nhã ba la mật: duyên với thế đế, duyên với đệ nhất nghĩa đế, duyên làm lợi ích chúng sinh. Quán Thế Âm bạch Bạch Thế Tôn, vì sao các ba la mật này tên là ba la mật? Đức Phật bảo Quán Thế Âm: có 5 loại: 1. Vô ngại, 2. Vô cố, 3. Vô quá, 4. Vô vọng tưởng, 5. Hồi hướng. Vô ngại gọi là ba la mật chống trái vì không dính mắc. Vô cố gọi là quả báo lợi ích hiện tại của ba la mật, tâm không trói buộc. Vô quá gọi là các ba la mật lìa các tạp nhiễm do bẩn bằng pháp không có phương tiện. Vô vọng tưởng gọi là các ba la mật không như lời nói, tính toán, chấp vào tự tướng. Hồi hướng gọi là các ba la mật đã làm thì nên nuôi dưỡng cho lớn để cầu quả chư thượng đại bồ đề. Quán Thế Âm bạch Bạch Thế Tôn, những việc gì là trái với ba la mật? Đức Phật bảo Quán Thế Âm nên biết có 6 việc: ham thích tiền tài, làm chủ tự tài tăng thượng, tự thấy an lạc công đức phước lợi. 2. Tùy theo những điều ham muốn đó mà buông thả thân khẩu ý. 3. Đối với người khác thì khinh khi ngạo nghễ, tâm không thể nhẫn nhịn. 4. Đối với các pháp lành,
ông siêng năng dùng phương tiện. Năm, tu tập gần gũi các việc tạp loạn, thấy nghe hay biết của thế gian. Sáu, các thế gian thí luận mà tạo phước lợi. Quán Thế Âm bạch Bà Thế Tôn, các ba la mật này có quả báo gì? Đức Phật bảo Quán Thế Âm, có sáu loại: một, nhiều của cải; hai, nẻo thiện; ba, không oán giận; bốn, không hủy hoại; năm, chúng sinh nhiều vui thích tăng thượng chỗ; sáu, không hại thân mình, có khả năng chịu đựng. Quán Thế Âm bạch Bà Thế Tôn, các ba la mật này có những tạp pháp nhiễm ô gì? Đức Phật bảo Quán Thế Âm, nên biết có bốn loại: một, phương tiện không có từ bi; hai, phương tiện không suy nghĩ chân chánh; ba, phương tiện bất thường; bốn, phương tiện không đốn. Phương tiện không suy nghĩ chân chánh có nghĩa là đối với các ba la mật này thì các ba la mật khác tu tập tạp loạn. Quán Thế Âm bạch Bà Thế Tôn, thế nào là phương tiện? Đức Phật bảo Quán Thế Âm, đối với các ba la mật đã được nuôi lớn, nhiếp thủ được chúng sinh, dù một ít của cải nhiều ít, tâm rất vui vẻ, không khiến chúng sinh giác ngộ điều ác, mà lại còn an lập chỗ lành, đó gọi là phi phương tiện. Vì sao vậy? Chẳng phải Bồ Tát này nhiều ít chúng sinh, ví như vật không sạch, hoặc nhiều hoặc ít, không có phương tiện khiến phát ra mùi hương, như vậy các hành tánh khổ của chúng sinh chẳng phải thiếu lợi lạc nhiều ít, có thể khiến được an lạc đệ nhất, còn nhiếp thủ là an lập chỗ lành. Quán Thế Âm bạch Bà Thế Tôn, các ba la mật này có bao nhiêu loại thanh tịnh? Đức Phật bảo Quán Thế Âm, ta không nói các ba la mật này liền năm loại kia liền được thanh tịnh, nhưng ngày nay ta đối với việc đó nói tổng quát và nói phân biệt. Nói tổng quát là tất cả ba la mật đều thanh tịnh. Nên biết có bảy loại. Những gì là bảy? Đó là: một, Bồ Tát đối với pháp này không mong cầu người biết; hai, Bồ Tát đối với pháp này không dính mắc; ba, Bồ Tát đối với pháp Bồ Đề này thấy không sinh nghi hoặc; bốn, Bồ Tát hoặc phải hoặc trái cũng không khen mình khen người; năm, Bồ Tát không cao ngạo không buông thả; sáu, Bồ Tát không thấp hèn sinh ý tưởng biết đủ; bảy, Bồ Tát đối với pháp này tâm không khởi lên lòng keo kiệt ganh ghét. Nay ta nói phân biệt là nói tướng ba la mật thanh tịnh, nên biết mỗi một đều có bảy loại. Đó là: Bồ Tát đối với ngã sở nó có bảy loại bố thí thanh tịnh nên thọ trì tu hành. Những gì là bảy? Đó là: một, thí vật thanh tịnh thí; hai, giới thanh tịnh thí; ba, kiến thanh tịnh thí; bốn, tâm thanh tịnh thí; năm, ngữ thanh tịnh thí; sáu, trí thanh tịnh thí; bảy, cấu thanh tịnh thí. Đó là bảy thứ bố thí ba la mật thanh tịnh. Bồ Tát khéo chế ra tất cả giới lục nghi, khéo giới khéo xuất tội, giới bỉ hằng, giới kiên cố, giới thường ác, giới thường chuyển, giới thọ học. Đó là bảy loại trì giới ba la mật thanh tịnh. Bồ Tát tự nương vào nghiệp báo, đối với mọi việc không nhiều ít, tâm không sân hận, hoặc bị mắng chửi, sân hận, đánh đập, tranh cãi đều không nhiều ít, không báo thù. Đối với mọi oán ghét, tâm không ôm giữ. Nếu họ mong cầu ăn năn hối lỗi thì không gây trở ngại. Nếu người khác có xúc phạm, không mong xin lỗi, như pháp mà thương xót, không sợ, không cầu, thường hành như ít, tâm không phải bỏ. Đó là bảy loại nhẫn nhục ba la mật thanh tịnh. Bồ Tát tinh tấn khi biết bình đẳng, không vì tinh tấn khen mình chế người. Đối với các pháp lành thì một lòng chăm chú, cố gắng lãnh, kham thọ cho vững vàng, không bỏ. Đó là bảy loại tinh tấn ba la mật thanh tịnh. Bồ Tát khéo nhập vào thiền định vô tướng tam muội, đầy đủ thiền định tam muội, giới đầy đủ thiền định tam muội, nhập vào thiền định tam muội, vô y thiền định tam muội, khéo tu tập phiền thiền định tam muội. Đối với Bồ Tát tạng, nghe nhân duyên tu tập vô lượng thiền định tam muội. Đó là bảy loại thiền định ba la mật thanh tịnh. Bồ Tát đối với tạo lập và phá bỏ đều liền bỏ, tuệ ở trong trung đạo xuất ra, liền dùng tuệ ấy biết rõ như thật nghĩa của giải thoát môn, biết rõ như thật nghĩa tự tánh của tam giải thoát môn, không vô tướng vô tác, hoặc vọng tưởng, hoặc duyên khởi, hoặc thành tựu, ba loại này tự tánh lìa, nghĩa tự tánh, cũng để biết rõ như thật, hoặc tướng, hoặc nhân duyên, hoặc đệ nhất nghĩa, ba loại này lìa tự tánh và nghĩa thế đế, cũng để biết rõ như thật, nghĩa của ngũ minh xứ và đệ nhất nghĩa đế, cũng đều biết rõ như thật. Phần nhiều ăn trụ vào bảy loại như không vọng tưởng, lìa hư ngụy, vượt qua các môn, khởi lên vô lượng hạ địa pháp duyên, quán pháp rồi hướng đến pháp,
đó là bảy loại bát nhã ba la mật thanh tịnh. Quán Thế Âm bạch, bạch Thế Tôn, năm loại đó mỗi loại có nghiệp gì? Đức Phật bảo Quán Thế Âm, nên biết có năm nghiệp Bồ Tát vô ngại là hiện pháp ba la mật, phương tiện đốn tu không buông lung. Hai, vô cố là nhiếp thọ cá nhân đời vị lai có buông lung. Ba, vô quá là tu tập ba la mật sanh tịnh đầy đủ rốt ráo. Bốn, vô vọng tưởng là phương tiện khéo léo để mong đầy đủ ba la mật. Năm, hồi hướng là đối với tất cả chúng sinh luôn được thọ vô lượng và báo lành của ba la mật cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quán Thế Âm bạch, bạch Thế Tôn, các ba la mật này cao tột như thế nào? Đức Phật bảo Quán Thế Âm, nghĩa là không trở ngại, không nhìn lại hồi hướng. Sao gọi là không cấu nhiễm? Nghĩa là không lỗi lầm, không vọng tưởng. Sao gọi là xí nhiên? Nghĩa là không tính đến. Sao gọi là bất động? Nghĩa là nhập vào địa vị pháp bất thoái. Sao gọi là khoái tịnh? Nghĩa là trụ nơi thập địa, mong cầu Phật địa. Quán Thế Âm bạch, bạch Thế Tôn, vì sao Bồ Tát luôn được thọ quả báo ba la mật vô tận? Đức Phật bảo Quán Thế Âm, vì lần lượt nương vào nhau để xả bỏ tu tập. Quán Thế Âm bạch, bạch Thế Tôn, vì sao Bồ Tát rất thích thọ quả báo ba la mật? Đức Phật bảo Quán Thế Âm, Bồ Tát có năm việc. Một, các ba la mật là nguyên nhân làm tăng cao sự bồ tích trong thật. Hai, nguyên nhân để giữ gìn lấy mình và người. Ba, nguyên nhân đời sau được thọ quả báo. Bốn, liệt các việc phiền não. Năm, không trụ vào nẻo ác. Quán Thế Âm bạch, bạch Thế Tôn, các ba la mật này mà mỗi đều có năng lực công đức gì? Đức Phật bảo Quán Thế Âm, nên biết mỗi thứ có bốn loại. Một, khi Bồ Tát tu các ba la mật thì sẽ đi bỏ được sự bỏng sẻn, kéo kiệt, phạm giới, lười biếng, loạn tâm, cái kiến. Hai, chân thật đầy đủ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ba, trong hiện tại đó là pháp gìn giữ lấy mình và người. Bốn, đối với đời vị lai được quả báo rộng lớn vô tận. Quán Thế Âm bạch, bạch Thế Tôn, các ba la mật này có nhân gì, quả gì, nghĩa gì? Đức Phật bảo Quán Thế Âm, các ba la mật này, bi là nhân, được quả báo thu giữ chúng sinh là quả, đầy đủ đại giác ngộ là đại nghĩa. Quán Thế Âm bạch, bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát đã có vô tận của cải và lòng thương rộng lớn, vì sao ở thế gian vẫn có chúng sinh bần cùng? Đức Phật bảo Quán Thế Âm, đấy là tự nôi lỗi nghiệp của chúng sinh. Nói cách khác, con người luôn làm việc thì kẻ đó tất sẽ có vô tận của cải. Nhưng sao chúng sinh ở thế gian vẫn có người nghèo khổ? Và nếu như thế thì chúng sinh tạo ác sẽ không bị chướng ngại sao? Này Quán Thế Âm, ví như ngạ quỷ bị cái khác bức bách, chỉ thấy toàn là trống không và khô khan. Đây không phải lỗi của biển mà chỉ là tự nghiệp của ngạ quỷ. Biển cả không có lỗi lầm, Bồ Tát cũng là như vậy, không có lỗi lầm. Giống như tự nơi nghiệp quả báo của ngạ quỷ thì nghiệp báo của chúng sinh cũng là như vậy. Quán Thế Âm bạch, bạch Thế Tôn, tất cả các pháp đều không có tự tánh, vậy Bồ Tát nắm giữ các ba la mật nào? Đức Phật bảo Quán Thế Âm, đó là trí tuệ ba la mật. Quán Thế Âm bạch, bạch Thế Tôn, nắm giữ trí tuệ ba la mật là không có tự tánh. Vì sao không nắm giữ tự tánh? Đức Phật bảo Quán Thế Âm, ta không nói vô tự tánh là nắm giữ vô tự tánh, nhưng phải tự biết vô tự tánh là không chữ, tự tánh kia không thể lìa chữ, nói chỉ để mà nói. Vì thế lìa tự tánh tức là nắm giữ lìa tự tánh. Quán Thế Âm bạch, bạch Thế Tôn, là nói ba la mật, thượng ba la mật, đại ba la mật. Những gì là ba la mật? Là thượng ba la mật, là đại ba la mật. Đức Phật bảo Quán Thế Âm, đối với vô lượng thời các tu tập vô thí thì pháp lành thành tựu mà phiền não cũng lưu hành, không thể hàng phục nó được, mà cũng không bị nó vượt hơn mình. Ở trong giải hành địa chuyển đổi cái tên, và đó là ba la mật. Lại nữa, với vô lượng thời các tu bình đẳng như thế, pháp lành thành tựu phiền não cũng lưu hành, không thể hàng phục phiền não, nhưng phiền não cũng không hơn mình được. Nghĩa là từ sơ địa khởi lên thì gọi là thượng ba la mật. Lại nữa, với vô lượng thời các tu hành bình đẳng như thế, pháp lành thành tựu có thể phiền não không còn lưu hành, nghĩa là đệ bát địa khởi lên thì gọi là đại ba la mật.
Quán Thế Âm bạch, Bạch Thế Tôn, cái địa này có bao nhiêu loại phiền não cách xử? Đức Phật bảo Quán Thế Âm, có ba loại. Một, hài bạn, đó là địa thứ năm. Này Quán Thế Âm, không thực hành câu sanh phiền não và thực hành câu sanh phiền não, thế nên gọi là hài bạn. Hai, ly xử, nghĩa là tu theo hạnh vi thế của địa thứ sáu, địa thứ bảy, dù ngăn ngại không hành. Ba, vi thế kết xử, nghĩa là địa thứ tám trở lên, tất cả phiền não, tất cả bất hạnh và nương vào một phần của cảnh giới trí tuệ. Quán Thế Âm bạch, Bạch Thế Tôn Bồ Tát, đoạn lỗi lầm có bao nhiêu loại gọi là đoạn kết xử? Đức Phật bảo Quán Thế Âm, có ba loại. Một, đoạn lỗi lầm ở ngoài da. Hai, đoạn lỗi lầm ở nơi thịt. Ba, đoạn lỗi lầm ở trong xương. Người liệt tất cả các sự ta nói chỉ có Phật địa. Quán Thế Âm bạch, Bạch Thế Tôn, Bồ Tát có bao nhiêu a tăng kỳ kiếp để đoạn mọi lỗi lầm kia? Đức Phật bảo Quán Thế Âm, có ba vô lượng hoặc sát na hoặc la bà ma hầu lỗ lộ, nửa giờ, một giờ, ngày đêm, nửa tháng, một tháng, ly đâu? Một tháng là một tiết gọi là ly đâu? Quán Thế Âm bạch, Bạch Thế Tôn, cái địa của Bồ Tát khởi lên phiền não có tướng gì, lỗi gì và đức gì? Đức Phật bảo Quán Thế Âm, này Quán Thế Âm, tướng không có nhiễm. Vì sao? Vì Bồ Tát ở sơ địa nhập vào tất cả pháp giới, biết phiền não kia khởi lên không phải không biết, thế nên gọi là tướng không có nhiễm, không thể khiến tự thân sân khổ, nên không có lỗi lầm. Vì cõi chúng sinh là nguyên nhân lìa khổ, cho nên Bồ Tát khởi lên phiền não mà có vô lượng công đức. Quán Thế Âm bạch, kỳ lạ thay, Bạch Thế Tôn, khi cho các Bồ Tát khởi lên phiền não cho đến đại nghĩa chánh giác, đã hơn hẳn tất cả công đức căn lành của chúng sinh và thanh văn duyên giác, huống nữa là công đức khác. Quán Thế Âm bạch, Bạch Thế Tôn, Đức Thế Tôn đã nói thanh văn thừa và đại thừa, tức đại nhất thừa, vậy là có nghĩa gì? Đức Phật bảo Quán Thế Âm, ta nói thanh văn thừa, nghĩa là năm ấm, trong sáu nhập, ngoài sáu nhập. Như vậy ta nói, vậy tức là đại thừa, một pháp giới, một đạo. Thế nên ta không nói có tất cả thừa, như nghĩa đã nói đó, mà khởi lên vọng tưởng, hoặc tạo dựng lên, hoặc chê bai nó là tất cả thừa. Vì thấy tướng chống trái kia, cứ mỗi chút, mỗi tranh luận nên ta nói lời này. Bản dịch đó tôi muốn nói rõ lại nghĩa này, để nói bài kệ tụng, nói đủ các tự tánh đều là cùng một đạo, hàng hạ liệt thượng diệu, không có các loại khác. Như nói theo vọng tưởng, tạo dựng hoặc chê bai, thấy nghĩa chống trái kia, ngu hoặc hiểu đủ cách. Tướng nhiếp địa đã sửa, thắng sinh và nguyện học, nói đạo đại thừa này, xin tu mau thành Phật. Khi ấy Bồ Tát Quán Thế Âm bạch, Bạch Thế Tôn, trong kinh tương tục giải thoát thì kinh này tên gì và phụng hành như thế nào? Đức Phật bảo Quán Thế Âm, kinh này tên là Địa Ba La Mật Liễu Nghĩa Thuyết, nên phụng hành tỏ trị như vậy. Khi Đức Phật nói kinh Địa Ba La Mật Liễu Nghĩa Thuyết, có 75.000 Bồ Tát đạt được đại thừa Quang Tam Muội. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đời mẫu ăn nặng chứ không khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe được Pháp Tam Bồ Đề, ông báo thân này xin đã cõi cực lạc.